Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì cũng một tháng rồi. Sau khi mình thả ốc tới nay thì được một tháng rồi. Hôm nay thì mình sẽ cập nhật cái ốc của mình nó như thế nào cho mọi người coi. Đó, thì mình thấy là nuôi cũng khá im. Nó cũng dễ nuôi. Không có mình thấy là nó ít có hao hụt, nó hầu như là không có thấy hao hụt nha. Không thấy chết luôn. Đó, thì mình nuôi cái ốc con thì nó không có nó thích nghi tốt lắm, nó không có chết. Thì cái hộ ốc mình này mình thả lục bình này nó nở quá trời nè. Mình thả lục bình dày như vậy là cho nó mình đỡ thay nước nha. Cái nhất là mình đỡ thay nước. Cái thứ hai là mình nó che nắng á, cho cái ốc mình nước nó không bị nóng. Ốc nó cũng phát triển nó tốt hơn. Thì cái này trời cũng chiều mát à. Ốc nó nổi lên để mình quay cho ốc bữa nay cho mọi người coi. Mọi người thấy không? Đó, ốc thì mình thả này được một tháng rồi đó, tháng mấy bữa rồi đó, này bị lớn rồi mọi người thấy không? Ốc rất là sạch đó, ốc rất là sạch. Thì nước thì mình một tuần mình mới thay một lần, do mình thả lục bình đó nên một tuần mình mới thay nước một lần, nước nó cũng không có dơ. Dưới mình cho ăn bèo không à, dưới mình cho nó ăn bèo nè, bèo bèo cám nè. Ở khu mình thì bèo cám nhiều lắm, mình vớt bèo cho nó ăn nên nước nó cũng đỡ dơ, nó không dơ. Còn mà chúng ta cho ăn rau củ nhiều á thì nó nhanh dơ nước lắm. Thôi mình đi vòng ra cho mình coi. Thì mình thấy nuôi nó cũng hiệu quả, khá hiệu quả. Nên mình sẽ mở rộng thêm, mình sẽ làm thêm một cái chuồng ngoài kia nữa. Đó, để mình làm mô nó rộng hơn. Đây. Nó ốc bữa nay một tháng rồi mọi người. Thấy rất là im. Bữa nay mình còn cái rồi. Nên lớn cũng không có đều. Nó cũng có con nhỏ con bự. Nhiều lắm. Hôm bữa mình thả là gần hơn 2.000 đó. Đây, không làm nhiều đâu mọi người. Thấy không? Thấy chắc cũng dễ nuôi. Nhìn nhân rộng thêm. Nhân rộng cái mô hình này ra thêm. Thấy không? Chứ chỉ việc là một bữa rồi đi vớt bèo. Cho nó ăn 2-3 ngày, 3-4 ngày rồi đi vớt nữa. Không có tốn chi phí gì hết. Đó, tự lớn thôi. Ốc và da thấy cũng sạch mọi người, không có bị không mòn đít nha. Nó cũng không biết mòn đít gì hết đâu. Mình cho ăn bèo không thôi, nước cũng không dơ nữa. Hơn tuần mình mới thay nước một lần. Nhìn này lên mọi người. Nó có bèo nên mọi người cũng khó thấy. Bạn bám ơi mới thành này. Thì mình thấy cái mô hình này nuôi nó cũng hiệu quả, thấy nhiều người ta nuôi hiệu quả lắm, làm kinh tế cái được. Thì khu vực Đồng Tháp á, khu vực tỉnh Đồng Tháp người ta nuôi cái mô hình này rất là nhiều. Mô hình này mình thấy là làm kinh tế được đó. Nuôi nó cũng nhanh, dễ nuôi. Chúng ta chỉ có con giống chúng ta làm cái một cái dèo rồi chúng ta thả ốc rồi thì nó tự lớn thôi. Bèo tôi đi vớt bèo cho ăn, có rau củ quả rồi đó. Vớt cho nó ăn thôi. Thấy nè. Đó hả? Mình thả lục bình nhiều nước nó cũng sạch lắm. Tại cái đáy nó có đất á, mình thấy nó đen chứ thật ra nước nó trong nha mọi người thấy nè không, nước trong veo à. Đó. Không, nước trong veo à. Tại cái đáy nó đen mọi người thấy vậy đó chứ thật ra nước nó trong lắm. Mình cũng lâu lắm mình mới thay nước một lần. Này cái dèo của mình đây. Cái dèo này thì diện tích nó 12 m², ngang 2 m, dài 6 m. Thì hôm nay mình
nhân rộng thêm. Mình thấy nó nuôi nó cũng dễ nuôi, mình nhân rộng thêm đó. Mình mua cái này mình xài chàm, không xài tre nữa nha. Tre thì hôm bữa mua đi chặt này kia nó cũng cực quá đó, mình mua chàm luôn, không xài chàm, mình xài dày hơn. Đó, rồi để mình quay chi tiết cái dèo mới của mình cho mọi người xem một lần nữa về cách làm dèo nha. Đó, thì hôm bữa mình làm bạc da cam hai màu đó, làm tre thì hôm bữa mình làm hơi dở, nó hơi thưa đó, nó bị bung ở đây đó, nó bị bung một phía dưới nè, nên được là mình sẽ làm dễ hơn là bằng chàm. Đây mọi người, để mình cho mọi người xem ốc mình nè, cái này lên ăn, cái này tối nha mọi người, khuya. Đó, thì ốc thì thường khuya nó mới lên nó ăn. Đó, cho mọi người coi nè. Đó, ốc mình thì một tháng 10 ngày rồi. Đã được tháng 10 ngày rồi. Nay nó được bị lớn rồi mọi người. Đó, mình thấy không? Đó. Chiều mình cho nó ăn lá mình bát. Lá bát mình cắt. Đó, thải xuống cho nó ăn. Mình để nó bu nó ăn nè. Đó, mình thấy không? Thì tối ốc này thì tối nó mới lên. Đó, ban ngày thì nó núp dưới đáy á, núp trong ruột bình rồi nè. Đó, chúng ta không thấy được. Nó lên nè. Không, thì ốc một tháng tuổi thì do nó cũng có đủ mồi nên nó thấy nó lớn cũng nhanh nha. Mình thấy nè. Ốc một tháng tuổi rồi mọi người. Thì hôm bữa mình thả nó ní nhì nhì à, thì hôm nay nó được bị lớn rồi đó. Thấy ham không? Bây giờ mình quyết định sẽ đầu tư thêm nha, mình tăng thêm cái diện tích nuôi đó, làm thêm mấy vèo nữa. Qua đây mọi người coi nè. Có mấy con to đột biến nè, con to đột biến lắm. Một tháng mà nó bự cỡ này nó to lắm mọi người. Như cái này là giờ gì nhiều nè, đó. Đa số là cái này nha mọi người. Con tay cái mình nè, con tay cái mình đó. Tháng 10 ngày. Con số con nó sẽ nó đột biến nó bự dữ luôn mọi người, khen khe luôn, có hơi mòn đít chút xíu, nhưng mình nuôi tự nhiên, mình không có xài thuốc gì cho mọi người. Đi đi qua kia một vòng đó mình coi. Cái hộ mình bữa giờ mình làm chưa xong, mình mở rộng diện tích thêm. Đây cho mọi người coi, để lên ăn nhiều lắm. Hôm bữa thì mình thả khoảng hơn 2.000 à, chứ không có nhiều. Tại bữa mình đi bắt trứng về nó cũng ít nữa, nên nở nhiều rồi mình thả nhiều thôi. Thì đợt tới này thì mình sẽ mua trứng giùm ấp ngay, chứ mình bắt cũng hết rồi, giờ nó không có nữa. Giờ này thả mọi người. Thì bữa mình có thả mấy cá bảy màu nữa, này đẻ nhóc hết rồi, cá bảy màu mình rồi. Thì nói chung là ốc nó dễ ăn lắm mọi người, cái gì nó có ăn được chứ, rau củ quả, miễn là rau củ quả là đưa xuống nó ăn à. Đó. Lá nè, lá cái này ở đây mình gọi là lá bình bát á, giục xuống chiều giờ nó ăn lủng lỗ chưa, bu lên quá trời nè, thanh long rồi nè, vỏ thanh long giục xuống nó bu ăn nè, không
Cái nồi ốc này thì mình chỉ cho ăn rau củ quả thôi, không cho ăn tốn thức ăn gì cả. Cần dùng mình chụp xuống rồi nó ăn à. Bèo mình thấy không? Rong. Rong bị trộn.